Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại quay giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly, mẫu lọc nhạc của Hàn Quốc. Con này có mã là 6010C. Và với con 5010C và 6010C này vẫn là một hết nha. Kể cả nó in thành 8500 vẫn là một. Nó chỉ in tên lung tung thôi, bọn Hàn Quốc ấy. Và tôi bán em nó với giá 3,5 triệu. Hàng bãi đẹp long lanh luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Tại Minh Auto Hà Đông thì hàng đẹp là hàng đẹp, chứ không có chuyện là nói đẹp mà nó lại xấu được. Đã đẹp thì nó phải gần như là không tì vết. Còn nếu mà con nào có xuất sát ở đâu tôi sẽ quay từ rõ cho các bác ngay. Phương châm cửa hàng là phải như vậy. Hàng bãi, xịn. Tôi sẽ nói qua về các nút chức năng. Nút này là nút nhớ đây, bấm đây nó hiện chữ memory là nhớ. Đó. Còn đây là chế độ của người dùng và máy. Lọc này có 6 chế độ của máy và 6 chế độ người dùng. Preset là chế độ của máy, còn bấm tiếp và nó sẽ là user là chế độ người dùng. Nút này là nút loa trái loa phải. Đó. Đây là nút có lọc và không có lọc. Hiện chữ defit này là không có lọc. Tôi nhả đi. Còn đây là đường vào âm thanh. Tape M nghĩa là có hai đường vào. Chạy đường nào thì chơi đường đó. 3,5 triệu đồng một đôi, à một chiếc. Đẹp không tì vết luôn. Tôi quay mặt sau để các bác cùng xem. 220V. Đường vào số 1 được xuất thứ âm ly, còn đường vào số 2 bên này. Hai cầu điện. Trên máy chỉ có vết tay thôi, chứ còn nó đẹp lắm. Nước sơn còn rất mượt mà. Tôi sẽ mở to rồi các bác cùng theo dõi. Đây là thông tin cửa hàng tôi. Số điện thoại địa chỉ rất rõ. Chế độ số 1 tôi chưa lưu, tôi sẽ chỉnh này. Khi mình để cả loa trái loa phải liền một lúc thì chỉnh bên này nó sẽ chung cả hai. Rồi, tôi cho bass lên này. Thôi thế là thôi. Là thế đó. Mình chưa lưu nhạc, thanh sẽ nằm ngang. Trường hợp số 1 tôi đã chỉnh lại nhạc rồi, bấm này. Hiện tại đây là chế độ không có lọc, hiện chưa đi fit, có lọc này. Ngày biệt chúng mình chưa nói hết câu. Xuất sắc cho em nó luôn. Năm cách biệt, năm năm mong chờ theo mòn tình nghĩa xưa. Nhắn đến thay tình thiêng đôi lời, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thơ. Nhắn đến thay tình thiêng. Lọc điện tử thì rất đơn giản, các bác chỉ cần ấn vào các số 1, số 2, 3, 4, 5, 6. Đấy là các nút mà mình lưu vào. Ấn vào xong chỉnh xong khuôn nhạc này, đẩy lên đẩy xuống theo ý mình. Ấn vào nút nhớ và ấn lại số mà mình vừa ấn một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.